Loan, chào chị. Anh là ai? Tôi là Lê Anh Vũ, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Yêu cầu chị đeo khẩu trang. Đây là giấy triệu tập. Chúng tôi mời chị về cơ quan công an để hợp tác làm rõ một số vấn đề liên quan tới chị. Tôi... Cụ thể là công việc kinh doanh bất động sản của chị. Tôi phải gọi cho chồng tôi đã. Chồng chị không liên quan tới việc này. Mời chị hợp tác. Để giữ thể diện cho chính mình, tôi khuyên chị nên hợp tác. Mời chị. Chào anh, tôi muốn gặp anh Vũ, Phó phòng cảnh sát kinh tế. Anh đã có định hẹn trước chưa? Chưa, nhưng tôi biết anh Vũ đang ở cơ quan. Tôi là giám đốc CDC Đông Bình. Xin lỗi anh, ai thì cũng phải hẹn trước cả. Hay là anh cứ điện cho anh Vũ rồi đưa máy cho tôi để nghe xác nhận. Alo. Tôi Tú, giám đốc CDC Đông Bình đấy. Chào anh. Tôi vừa biết tin các anh đưa vợ tôi về trụ sở làm việc. Tôi muốn các anh xác nhận đúng hay sai. Vâng. Hiện tại chị nhà đang ở chỗ chúng tôi. Tôi muốn biết lý do tại sao các anh bắt người. Anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ mời chị nhà lên để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc điều tra. Vì yêu cầu công tác nên tôi không thể nói chi tiết. Nhưng anh yên tâm, bao giờ xong việc, nếu không có gì, chị nhà có thể về. Các anh không thể bắt người vô cớ như vậy. Anh biết làm như thế là ảnh hưởng uy tín của tôi thế nào không? Anh biết tôi là ai không? Tôi yêu cầu các anh thả ngay vợ tôi ra. Anh thông cảm, tôi đang rất bận. Chào anh. Đề nghị anh đứng lại. Tôi vào đưa vợ tôi về. Các anh cũng biết, như thế là các anh làm sai luật không à? Tôi sẽ báo lên ủy ban, lên tỉnh ủy. Tôi yêu cầu anh bình tĩnh và đeo khẩu trang vào. Nếu anh không có phận sự gì, xin mời anh di chuyển ra ngoài. Này, tôi không có tội gì, tự nhiên bắt tôi lên đây hả? Tôi kiện đấy. Bắt người ta ở đây, xong nhốt người ta ở đây một mình, ai mà chờ được. Tôi đi về đấy. Kìa chị, chị cứ bình tĩnh, ngồi xuống đã. Tôi không bình tĩnh được. Cô thử là tôi xem cô có bình tĩnh được không hả? Vô duyên vô cớ bắt người ta lên xe, xong nhốt người ta trong cái phòng này, cứ như là tội phạm ấy. Mời chị uống nước. Cô đi mà uống. Nhà tôi bao việc, không có thời gian để đây để uống nước. Các người bắt tôi đến đây làm gì? Chị chỉ cần trả lời những câu hỏi của chúng tôi, sau đó chị sẽ được về. Tôi không trả lời. Tại sao tôi phải trả lời cô hả? Yêu cầu chị bình tĩnh. Cô quá tồi đi à? Chị đừng như ông Túng chồng của chị đang làm loạn ở ngoài cổng. Nếu ông ta còn giữ thái độ như thế, rất dễ bị khép vào tội gây rối trật tự nơi công cộng đấy ạ. Chồng tôi sao lại đến đây? Này, tôi nói cho cô biết nhá, chồng tôi vô tội. Các người đừng có mà bắt oan người vô tội. Cô đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đấy đi, để làm tôi nao núng tôi nói linh tinh. Để xem cá sẽ quậy từ đâu. Anh liệu có tự chui đầu vào lưới không? Tầm này thì chẳng biết thế nào được.